Với những người lái xe ô tô trên đường, đặc biệt là các chặng đường dài, việc đối mặt với các cơn buồn ngủ là thực tế diễn ra. Và những lúc buồn ngủ, chỉ cần tích tắc trong khoảng 2 đến 3 giây thôi, thì nguy cơ phải đối mặt với tai nạn giao thông là rất lớn. Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, một nhóm các bạn trẻ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu thiết bị hỗ trợ và cảnh báo việc ngủ gật của người lái xe. Đây là một trong số các sản phẩm tham gia cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam 2016 năm nay. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm ý nghĩa này ngay sau đây. Thiết bị đo nhịp tim, camera theo dõi toàn bộ vùng mặt và đôi mắt. Toàn bộ dữ liệu thông tin thu được sẽ được truyền về thiết bị trung tâm và đèn đỏ sẽ cảnh báo nếu phát hiện người lái xe có dấu hiệu buồn ngủ. Đó là nguyên lý hoạt động của thiết bị cảnh báo ngủ gật cho người lái xe mà nhóm sinh viên này đã nghiên cứu. Để tạo nên sản phẩm, các bạn sinh viên được thầy giáo hướng dẫn tài liệu nghiên cứu, thiết kế phần cứng, đặc biệt là khâu lập trình. Phải tính các thuật toán để làm sao thiết bị có thể đưa ra cảnh báo tự động đạt độ chính xác ở mức cao nhất. Cái điều mà tính toán nhiều nhất ở đây là bọn em tính toán đến thời gian thực ạ. Tức là thời gian mà camera thu nhận được hình ảnh, truyền về và phát lên trên màn hình để theo dõi thì phải là đồng thời. Để thời gian đấy được chuẩn xác nhất, để cảnh báo được đưa đến tài xế là chính xác nhất. Bọn em phải đảm bảo thứ nhất là các linh kiện có thể kết nối được với nhau ạ. Và thứ hai là đường truyền ổn định ạ. Và thứ ba là thuật toán tốt. Tham gia nghiên cứu sản phẩm được 4 tháng nay với sự hỗ trợ kinh phí và bo mạch của ban tổ chức cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam 2016. Từ bo mạch nền, các bạn sẽ phải tích hợp nhiều module với các chức năng khác nhau như module camera, module cảm biến nhịp tim, module SIM để thu nhận vị trí và gửi tin nhắn kết hợp với bo mạch trung tâm để xử lý dữ liệu. Bọn em được hỗ trợ từ phía ban tổ chức với bo mạch Intel, cũng chính vì cái tính năng của nó nên là sản phẩm của chúng em cũng đã được nâng cao hơn rất là nhiều. Còn về mặt kinh phí thì chúng em cũng được sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo từ các khoa của nhà trường để có thể phát triển được sản phẩm của chúng mình. Theo các bạn sinh viên, một trong những khó khăn khi nghiên cứu đó là bộ phát 3G hay GPS định vị chưa ổn định nên tín hiệu gửi lên website theo thời gian thực bị gián đoạn. Có những địa điểm khó xác định được vị trí chính xác của người tham gia giao thông. Thời gian tới, nếu tiếp tục được hỗ trợ phát triển sản phẩm, nhóm sẽ nghiên cứu hoàn thiện các hạn chế trên. Đặc biệt, cảnh báo không chỉ bằng đèn mà còn bằng âm thanh hoặc mùi hương nước hoa hay sử dụng camera hồng ngoại cho thiết bị để trong điều kiện ánh sáng tối, thiết bị vẫn cảnh báo chính xác. Và có mặt tại trường quay của chúng tôi lúc này thì có Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin cảm ơn bạn đã tới tham dự trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn hỏi đó là nếu mà có một cái nhận xét tổng quát xem là hiện nay cái việc nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ ở trong sinh viên của các bạn thì bạn sẽ có một cái cảm nhận đánh giá là như thế nào? Theo như em được biết thì hiện nay việc nghiên cứu sáng tạo khoa học được giới thiệu rất là gần đến với các bạn sinh viên của các trường đại học. Và mỗi khi trước khi bước vào trường đại học thì các bạn đều đã có những cái định hướng riêng về những việc nghiên cứu và sáng tạo khoa học. Tuy nhiên thì trong cái việc chủ đề nghiên cứu và sáng tạo khoa học ở sinh viên thì cũng có những cái tiềm năng và những cái hạn chế riêng của nó. Tiềm năng đó là với sinh viên chúng em thì chúng em là những người trẻ sẽ có những cái sự đầy nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm và có những cái sự phát triển về sự sáng tạo rất là cao, đặc biệt là dưới cái sự đào tạo của trường đại học ạ. Tuy nhiên thì hạn chế đó là do nhiều khi chúng em chưa hiểu rõ lắm về cái việc nghiên cứu và sáng tạo khoa học nên là vẫn đang còn lung túng trong việc nghiên cứu và sáng tạo. Cái số lượng mà các bạn hiện nay mà sinh viên ấy của mình mà thích thú với việc mà sáng tạo, nghiên cứu khoa học thì theo em thấy là nó có nhiều không? Hay là mình chỉ gọi là thích theo một cách gọi là làm tròn đúng cái bổn phận nghĩa vụ của một người sinh viên đang đi học thôi, chứ còn không phải gọi là thích hẳn với cả cái việc đó? Em nghĩ là trường hợp như chị nói thì cũng có. Với lại số lượng mà các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học thì cũng thực sự là không nhiều. Tại vì như em thấy thì hiện nay có rất nhiều ngành nghề khác hấp dẫn hơn là cái việc nghiên cứu khoa học, như là kinh tế hay là môi trường hay là về truyền hình, báo chí, truyền thông. Vậy thì từ cụ thể ví dụ của bản thân em, lý do tại sao mà một cô gái trông rất là xinh xắn, nhẹ nhàng như thế này lại chọn một cái ngành về Đại học Khoa học Tự nhiên, và nhất là em lại chọn về cái ngành mà phần cứng nhở, trong cái sản phẩm tham dự cuộc thi lần này mình phụ trách về phần cứng đúng không? Dạ vâng, bản thân em thì từ nhỏ là
em đã được anh trai của em đã truyền cho em cái đam mê đối với điện tử rồi ạ. Và cùng với đó là niềm đam mê đối với môn vật lý nữa. Và sau đó em thi vào khoa vật lý của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Và cùng với đó là sự tiếp thêm đam mê sức mạnh khi mà em tham gia vào câu lạc bộ, vào một cái nhóm mà ở đấy mọi người có cùng cái niềm đam mê với mình, thì nó tạo động lực cho em nhiều để có thể làm ra những cái sản phẩm. Hiện nay thì có những cái khó khăn, vướng mắc hay là rào cản gì không khi mà sinh viên bọn em tham gia những cái nghiên cứu về sáng tạo về khoa học công nghệ? Cũng có khá nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất, khó khăn có lẽ là lớn nhất đối với chúng em đấy là chúng em chưa có đủ những cái điều kiện thực tế để có thể đưa những cái nghiên cứu của mình vào. Còn cái khó khăn tiếp theo đó là về vấn đề tài chính ạ. Sinh viên chúng em thì vấn đề tài chính thì luôn là một vấn đề nan giải rồi ạ. Chúng em sẽ phải tự mua những cái trang thiết bị linh kiện và vì vậy nên là về vấn đề tài chính thì rất là khó khăn. Và tiếp theo đó là về thời gian thì sinh viên chúng em thì vấn đề quan trọng vẫn là học tập ạ. Vì vậy việc cân bằng giữa nghiên cứu và học tập làm sao cho thời gian hợp lý và để có thể hoàn thành tốt cả hai thì cũng rất là khó. Để nói lên cái nhu cầu thực sự của các em đang cần gì, các em mong muốn gì trong cái quá trình hoạt động nghiên cứu sáng tạo về khoa công nghệ thì bản thân người trong cuộc các em sẽ nói gì? Bản thân em thì em hy vọng sẽ có nhiều những cuộc thi sáng tạo về khoa học kỹ thuật để tạo ra cho chúng em những cái môi trường để có thể gặp gỡ giao lưu với những bạn sinh viên có chung niềm đam mê với mình để chia sẻ những cái kinh nghiệm của nhau. Và cùng với đó là chúng em sẽ thật sự rất may mắn nếu như chúng em sẽ được tham gia những cái hội thảo nói riêng về việc nghiên cứu khoa học để từ đấy thì chúng không chỉ là học hỏi với những bạn sinh viên ngang tuổi mình mà còn có thể là những thầy cô đã đi trước có những nhiều kinh nghiệm hơn hoặc là các anh các chị đã có nhiều năm làm nghiên cứu khoa học ấy ạ. Và cùng với đó là sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn của các cấp các ngành về cả tinh thần lẫn như là nguồn tài chính đối với sinh viên chúng em. Cảm ơn em rất nhiều đã tới tham dự trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc cho thời gian tới thì sẽ có nhiều những cái sáng tạo độc đáo hơn nữa mà các em nghiên cứu ra và phát triển ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống. Cảm ơn em. Dạ vâng.